Mới đây, dự thảo mới về luật giao thông đường bộ sửa đổi do Bộ Giao thông Vận tải xây dựng đã gây tranh cãi trong dư luận xã hội. Trong đó có quy định xe máy phải bật đèn khi tham gia giao thông, kể cả ban ngày, để giảm thiểu tai nạn giao thông. Vậy người dân đã có những ý kiến gì về dự thảo này? Hãy cùng lắng nghe ý kiến của mọi người. Rất ủng hộ cái chuyện đấy, bởi vì là lúc trời mưa, trời gió là rất khó nhìn những cái xe đằng sau. Còn xe máy thì nói chung là không quan trọng lắm, ô tô mới là quan trọng. Bởi vì là ô tô lúc trời mưa là đi đường là rất khó nhìn gương đằng sau, là rất không phát hiện được ra có xe đằng sau. Mình nghĩ là cũng không hẳn là theo kiểu suy nghĩ, mà đấy là theo quy định của nhà nước thôi, mình vẫn tuân theo thôi, chứ không có cái kiểu là phản đối gì cả. Đấy là vấn đề sai, đấy là điều anh dám khẳng định chắc. Tại vì ban ngày thì có ánh mặt trời thì bật đèn làm gì, đấy là cái chắc chắn, anh dám khẳng định. Tôi thì tôi không đồng tình về cái vấn đề bật đèn trên 24/24 này, bởi vì tôi là đi xe máy, đôi khi buổi nắng thì nó không cần sự cái bật đèn trên 24, mà tôi cảm thấy nó vô lý quá, không thấy cảm thấy khả quan. Nó hại bình ắc quy và cái nó thải ra khí mà rất là nóng, nó không được không khí nó không được trong lành. Nhân chúng nghĩ là bật đèn xe máy 24/24 thì nó rất là không phù hợp với cả xe máy. Một cái là ảnh hưởng đến ắc quy, hai là nó hại bóng đèn, thứ ba nữa là chiếu vào sáng của người khác là vô lý. Bình thường các luật của giao thông là 6 giờ tối mới được bật đèn, nên các bạn phải chú ý đi trên đường là phải để ý quan sát là cái đèn của mình.